Giáo xứ Bình Hải nha, nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc. Đây là đài Đức Mẹ này. Từ từ đó mẹ quay cho em đã. Từ từ đó cứ để nó chơi đi. Rồi. Ba ông vua cưỡi lạc đà. Đường đi vào trong nhà thờ nhé. Đây, anh đây. Chú qua dưới hố nai cơ. Cái tiếng gì nó kêu ghê thế nhỉ? Đường lên lên chính sảnh của nhà thờ đây. Không, của mẹ cũng còn nhiều bi. Rồi hai bác con nè. Đứng thẳng lên lên cho khỏe. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.